mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình tiếp tục cập nhật tình hình xà lan mắc cạn ở khu vực cầu Chi Tôn, Hòn Đất, Kiên Giang. Cái đây là cầu Chi Tôn chứ không phải là huyện Chi Tôn nha các bạn. Thì như các video trước mình gửi đến mọi người đó, thì tình trạng mắc cạn ở đây thì cực kỳ là nghiêm trọng, phải nói là cực kỳ là nghiêm trọng rồi. Thì cho đến nỗi là mấy anh giao thông ở đây, giao thông đường thủy phải đến giải quyết và xử lý để cho mình những cái chiếc này qua được. Chứ thật sự thì mắc cạn ở đây thì mình thấy cũng khá là lâu và kéo dài thời gian các bạn. Hiện tại thì như chiếc Thống Nhất 50 và một chiếc đang chở đá học bên kia đang qua mặt nhau thì mắc cạn là dắt ngang luôn, không có cái phương tiện nào mà để chạy qua mặt được. Cho nên là làm giao thông đường thủy bị tắc nghẽn khu vực này. Mấy anh giao thông thì lại kêu lùi lại hoặc tới, thì kêu là kêu thôi, nhưng mà thật sự thì nếu mà anh này mà tới hoặc lùi được thì không có mắc cạn ở đây các bạn, chỉ trong vô vọng thôi. Bây giờ thì chỉ chờ nước lớn hoặc là mưa đời sau mới có đủ nước để mà chạy. Cũng như mọi người thấy là cạn để là chiếc xà lan nó nổi lên luôn, chứ không phải là chở ngang đó đâu. Hiện tại bây giờ là mấy chiếc này là đang nằm trên sình bùng luôn rồi, chứ không còn là dưới nước hoàn toàn nữa đó. Thì mình gửi đến quý vị và các bạn, cứ mỗi vào một năm thì vào mùa hạn hán như thế này thì xong những khu vực như sau. Theo như những gì mình biết, thứ nhất là ở bến đá Chaco, thứ hai là cống Dàm Gầy, thứ ba là tại chỗ mình đang đứng là cầu Chi Tôn, Hòn Đất, Kiên Giang. Nó cạn dữ lắm các bạn. Thêm một phần nữa là những cái chiếc xà lan đó, là chiếc nào chiếc nấy là khủng 1.000-2.000 tấn không à, cho nên thì mắc cạn rất là nhiều. Rồi bây giờ hai anh này không biết là xử lý như thế nào đây. Đó, được lệnh của anh giao thông bây giờ là bắt buộc phải ve lên rồi. Thời tiết thì rất là nắng nóng, mà thêm những cái dự án kênh đào gì ở bên Campuchia nữa chặn nước ở trên thượng nguồn của Việt Nam mình, cho nên thì Việt Nam mình đang thiếu nước rất là trầm trọng. Trời thì không mưa. Đây giờ anh Thống Nhất anh cũng đã đạp tới nè các bạn. Không thể nào mà tới được nữa rồi, tại vì nó quá trời cạn rồi các bạn. Lên sình, lên gác, tùm lum hết rồi. Không nổi rồi các bạn, bất lực rồi. Bởi vì nếu mà chạy được thì mấy anh đã chạy rồi, không cần mấy anh giao thông phải là chỉ đi tới hoặc đi lui ha. Tại vì cái chỗ này nó rất là cạn. Mấy anh chạy vô
vòng vòng ở đây để điều tiết cho mấy chiếc xà lan này chạy nó được im, nhưng mà cuối cùng thì cũng như không các bạn. Giờ là chỉ còn cách là ve lại thôi để nhường cho những cái chiếc nhỏ khác chạy qua, chứ còn tình hình này thì không thể nào mà qua mặt được. Cái này đúng là giao thông phải bất lực đúng không ạ? Ảnh quyết định ảnh sẽ sửa cái mũi qua mép bên đây lại ha, sẽ chạy ngược chiều bên đây luôn. Tới cũng không được, cái chỗ này phải nói là quá nghiêm trọng rồi. Cũng tiếp thiệt chứ. Giờ thống nhất thì đang ủi các bạn. Trời ơi, hai anh này anh cha cha, nếu mà cắn vô cái tình trạng này thì chắc mình nghĩ cái chiếc ghe chở lò này chắc tới công chuyện quá các bạn. Đúng là tính ra có mấy anh giao thông thì mọi chuyện lại xử lý rất là êm đẹp các bạn. Hai anh này thì cuối cùng cũng đã qua mặt được rồi nè. Nhưng mà cái khó tiếp theo là chiếc thống nhất này là sẽ chạy ngang cái cầu. Anh giao thông thì anh đã chạy phía trước để kiểm tra và xử lý trước. Trời, ây da trời ơi, nắp đầu xuống, nắp cái đầu xuống. Thì mình đã lội lại lần này chút xíu, cho mọi người xem tiếp tục nha. Tới luôn. Chà, chắc đi nguyên cái mái nhà quá. Đây đỡ chưa? Mà
anh này tự nhiên thì ảnh lùi vô đây, hình như là cũng là một cái bước đi sai lầm rồi các bạn. Nếu mà chạy tới thì cái mui ghe, trời rồi ép vô luôn rồi tới công chuyện. Mình nhìn cái con nước thì hiện tại thì mình thấy nước đang đứng một chỗ là nước đứng ha. Chắc mình cũng nghĩ rằng là nước sẽ chuẩn bị là lớn, nhưng mà lớn theo những cái tháng này các bạn là nó sẽ không có lớn nhiều đâu, mà nó chỉ lớn là một xíu thôi, nó cũng không có giúp đỡ gì, nó cũng không ảnh hưởng nhiều tới những cái xà lan, mà nước gồng thì ngược lại rất là ảnh hưởng. Mấy anh giao thông thì chắc mình nghĩ ảnh chạy xuống tới dưới kia để điều hành ở dưới kia các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy nó cũng hơi thoáng hơn, nó không có chặt chậu như là cái phía ở dưới chân cầu ha. Chiếc này thì mình thấy là tài công phủ hay là thuyền viên gì đi ngủ hết trơn rồi, không còn thấy ở trước phòng lái nữa các bạn. Chiếc này thì khá là lâu đời các bạn, 2005 tới giờ ha. Đang chở ba cái đá hồng, quyết định là nạp ra để qua mặt luôn ha. Ý lộn, cái này là đá 46. Phía đối diện, ngược lại thì hầu như là mình thấy là chỉ những chiếc xà lan nổi thôi các bạn, chứ không có chở hàng hóa. Đây, hiện tại thì tiếp tục một chiếc xà lan ha, trọng tải cũng tầm 500-600 tấn, mình tạm gọi là 500 tấn đi nha, cái này là mình tạm gọi, các bạn đừng có thắc mắc mình cái vấn đề này ha. Thì chở đá 12 và cái chiếc bên đây là chở hàng khô, mình nghĩ chắc là xi măng hay là đinh ke gì đó, đang qua mặt giao nhau tại cái điểm này đây. Anh kia thì anh bắt buộc cũng phải nạp ga tới để cho cái mũi nó hơi xéo xéo một phần. Phải nói là những cái đòn chí mạng các bạn có thể thấy là nó cọ nhau rất là nhiều các bạn. Lên tim luôn, bị cạn nè, lên tim hết trơn, ủng rồi các bạn. Quá trời cạn rồi, xong rồi. Ép hết nổi rồi.
Dời ghe cho an toàn hả anh? Dời ghe đi cho an toàn hả? Ép chiếc này quá à, cho nên là bắt buộc phải chạy đi chỗ khác rồi các bạn. Trên kia nữa kìa. Giải quyết được rất là vô tạng. Hồ nước này nó sấy ha. Là những cái sình non này kia thì chắc mình nghĩ là nó chắc lên bờ hết rồi. Sẵn có chớn thì anh này anh quyết định là chạy luôn các bạn. Cú đánh võng của nó là cực kỳ là bạo lực của anh xà lan đang chở đá 1-2 các bạn. Lý do là mình cũng phải chạy tới chạy lui để tìm một góc quay thằng là đẹp cho các bạn cho nên cũng hơi mệt. Sau khi thì vừa qua khỏi cái chiếc kia, tiếp tục lại đối mặt với một chiếc xà lan khác. Khi mà sông cạn thì qua mặt cái này giống như là mình đang cọ quẹt nhau các bạn, khều móc nhau á, ít nhiều cũng phải cọ với nhau, ít hoặc nhiều thôi. Lý do là mấy anh này không có dám qua mặt cái chỗ cái cầu của bạn, là đôi khi cạn quá sợ tấp vô cái chân cầu nguy hiểm, mấy anh cũng rất là ngại cái vấn đề đó. Sớm giờ gần 3 tiếng đồng hồ mà chạy mới hút cái cầu được chút rồi các bạn. Tình hình hiện tại thì mình thấy mấy chiếc này nằm ở đây luôn các bạn, không còn chạy nữa. Chắc mình nghĩ là buổi trưa nắng nóng hay là như thế nào đó mà không có chạy nữa ha. Thì video mình xin tạm dừng tại đây. Mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình mới nhất để gửi đến tất cả các bạn và mọi người xem nha. Chào tạm biệt các bạn.